Chào các bạn, ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thức đăng nhập nhanh vào Zoom, tức là vào ứng dụng Zoom mà sử dụng cái vân tay. Đấy, thì khi mà chúng ta vào ứng dụng Zoom và các bạn nhấn nút sign in, sau đó mình nhập cái thông tin của mình vào đây. Đấy, và bấm sign in. Thế thì khi mà vào thì bao giờ Zoom sẽ hỏi là bạn có muốn đăng nhập bằng cái dấu fingerprint, tức là bằng dấu vân tay của bạn không. Đấy, thì có hai lựa chọn: không, cancel, hoặc là ok, thì bạn bấm ok. Đấy, thế thì khi mà ta bấm ok thì ở dưới góc dưới bên tay phải các bạn nhìn vào cái phần setting như này. Đấy, và phần about, đúng không? Vào phần about, xin lỗi, vào phần basic này. Basic thì chúng ta nhìn thấy góc dưới này, use fingerprint ID, nó đã tự động nó bật. Đấy, tự động nó bật lên rồi. Và bây giờ mình sẽ thoát ra. Đấy, và bây giờ mình sẽ đăng nhập lại, sign in. Thì nó sẽ yêu cầu mình sử dụng vân tay để mà đăng nhập cho nhanh. Thì chúng ta bấm vào cái dấu vân tay và cái tài khoản mà sử dụng. Đấy, lúc trước mình đăng nhập với cái user và cái mật khẩu đấy, thì bây giờ sẽ mà chúng ta bật cái vân tay lên thì mỗi lần chúng ta chạm vân tay nó sẽ đăng nhập vào đúng cái tài khoản đó. Thì đấy chính là cách thức mà đăng nhập bằng vân tay vào app Zoom một cách nhanh chóng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.